Xin chào bà con, Đạt Viral xin chào những nhà tiêu dùng thông thái. Thưa bà con, ngày hôm nay Đạt Viral muốn giới thiệu đến bà con một cái sản phẩm vô cùng đặc biệt. Đó là sản phẩm khẩu trang có thể diệt virus corona lên tới 99,9%. Đây thưa bà con, đây là những cái hộp khẩu trang mà Đạt Viral đang nói tới. Đó là sản phẩm khẩu trang của nhãn hàng Wakamono mà đã được các cái cơ quan truyền thông, báo chí và đài truyền hình đưa tin rất nhiều trong những ngày qua. Đây là sản phẩm khẩu trang đầu tiên trên thế giới có thể diệt được virus corona lên tới 99,9% và đã được các cái cơ quan kiểm định và chứng nhận của quốc tế đã được công nhận, trong đó có bao gồm là tiêu chuẩn FDA là tiêu chuẩn của Mỹ và tiêu chuẩn CE là tiêu chuẩn vào châu Âu, và đã được cái đơn vị CE ở châu Âu ấy là cho phép ghi trên nhãn mác bao bì của mình là anti corona virus 99%. Đây là sản phẩm khẩu trang đầu tiên trên thế giới có thể diệt được con virus corona và đã được kiểm định và chứng nhận nó rồi. Và nó cũng đang rất là hot ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới. Thì trong cái thời gian qua thì nhãn hàng khẩu trang Wakamono đã xuất đến 20 triệu chiếc sang châu Âu rồi. Và tại Việt Nam thì Đạt Viral đang bán rất chạy cái sản phẩm khẩu trang này. Thì rất là nhiều bà con ở các vùng miền bao gồm cả Hà Nội nữa thì thời gian qua đã gọi điện và đặt hàng sản phẩm khẩu trang này. Thưa bà con, đây là sản phẩm khẩu trang Wakamono. Thì cái bao bì của nó, bà con nhìn thấy là nó được thiết kế rất là trang trọng, rất là mát mắt. Nó có màu xanh trắng là chủ đạo. Thì thực sự là khi mà nhìn cái bao bì như thế này, mình cảm thấy là nó các cái thông tin ở trên sản phẩm nó vô cùng là đầy đủ. Thứ hai nữa là thiết kế bao bì nó rất là sang trọng như thế này thì mình có cảm giác là rất là thỏa mãn khi mà mình mua nó và sử dụng nó. Khi mà mình bóc cái sản phẩm khẩu trang này ra thì bà con chờ chút nha. Bên trong nó có một cái bao bì như thế này và nó có chứa 10 chiếc khẩu trang bà con ạ. Có 10 chiếc khẩu trang ở trong này. Và khi mà mình đeo nó ấy, thì đây, Đạt Viral đã lấy sẵn ra một cái này. Khi mình đeo nó thì nó là loại khẩu trang y tế bà con ạ. Vì vậy nên mình khi đeo nó thì mình có cảm giác nó rất là thoải mái, nó rất là dễ thở. Và khi mình hoạt động nhiều hay là đi lại nhiều hoạt động thì mà mình sử dụng các loại khẩu trang mà nó khó thở quá, đặc biệt là khẩu trang vải ấy, thì mình cảm thấy rất là khó chịu và khó thở. Nhưng khẩu trang y tế thì nó không như thế. Và đặc biệt là khẩu trang này nó có tới 4 lớp. Vì vậy nên là nó rất là dày dặn. Và khi mà bạn đeo nó lần đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận cái mùi thơm thơm của mùi quế rất là dễ chịu. Đó là sản phẩm khẩu trang. Phía dưới cái khẩu trang này thì bà con có thể nhìn thấy là nó có in chìm cái chữ là Wakamono này. Đấy, thương hiệu của sản phẩm. Vậy thì cái giá bán của khẩu trang này là bao nhiêu tiền? Thưa bà con, giá bán chính hãng của khẩu trang là 45.000 đồng một hộp khẩu trang. 45.000 đồng một hộp khẩu trang này. Và có giá là 45.000 đồng thưa bà con. Nếu như bà con muốn mua hàng thì bà con gọi điện cho Đạt Viral theo số điện thoại là 0967801345. Thì bà con ở bất cứ chỗ nào thì Đạt Viral sẽ chuyển phát nhanh đến tận nhà cho bà con. Để khi mà bà con mở ra, bà con kiểm tra đúng bao bì nhãn mác của nhà sản xuất. Nó bao gồm nó còn có cả tem của nhà sản xuất đây này. Tem trên và tem dưới rất là đầy đủ, đã gắn như này rồi thì bà con hoàn toàn yên tâm. Không thể có hàng giả được, làm sao có thể làm giả được. Đây là loại khẩu trang đầu tiên trên thế giới có thể diệt virus corona. Vì thế nên là không thể làm giả được. Và đặc biệt là đã có sự kiểm định của cả cơ quan y tế nhà nước mình nữa. Thưa bà con, khi mà Đạt Viral đóng gói chuyển đến cho bà con thì nó sẽ như thế này. Mình để tạm cái này ra đây đã. Ok. Khi mà Đạt Viral mà đóng gói chuyển đến cho bà con thì Đạt Viral sẽ đóng vào hộp như thế này. Tùy theo bà con đặt số lượng là bao nhiêu. Có bà con đặt hộp combo 5 hộp, 10 hộp, 20 hộp, thậm chí là có bà con còn đặt nguyên cả một thùng. Một thùng là 170 hộp. Thì là đã có hai khách hàng như vậy rồi. Những khách hàng ấy mua cho cả gia đình của mình dùng. Và trong cái mùa dịch như này thì cái mà Đạt Viral nghĩ rằng là chúng ta cần phải lựa chọn một cái khẩu trang đạt chuẩn và bảo vệ sức khỏe của mình là cái sự ưu tiên hàng đầu. Đấy, khi mà Đạt Viral mà đã đóng gói như này thì nó rất là cẩn thận. Đó, bà con có thể nhìn thấy như này ạ. Như vậy cái hộp như này là combo 5 hộp. Mà Đạt Viral đóng gói như này thì bà con rất là cẩn thận, đóng gói rất cẩn thận. Đấy, khi mà bà con nhận được hàng ấy thì bà con có thể mở ra xem nó sẽ đóng gói như này. Đó. Đó. Như vậy đóng gói như này và bà con thấy sản phẩm đúng như mà có Đạt Viral quảng cáo, bao bì nhãn mác chuẩn thì bà con thanh toán tiền, hoặc là bà con có thể chuyển khoản trước, hoặc là bà con có thể đặt mua hàng ở trên Shopee. Thì đấy là những cái hình thức mà Đạt Viral đang bán. Hiện tại khẩu trang này là rất là đắt hàng và liên tục là
hết hàng ngay khi mà đặt viral, nhập ra chỉ khoảng tầm 2-3 ngày là hết ngay. Bởi vì cái số lượng bà con ở các nơi mua rất là nhiều và mua theo số lượng cũng combo rất là nhiều nên là cũng rất nhanh hết hàng. Bà con hoàn toàn khi yên tâm sử dụng sản phẩm này bởi vì đặt viral cam kết bán hàng chính hãng, giá cũng chính hãng. Đấy, rất là phục vụ bà con rất là chu đáo và cam kết đúng giá. Đấy, khi mà bà con nhận được cái sản phẩm như này thì bà con hoàn toàn là yên tâm. Đấy, một hộp combo 5, hộp bộ combo 10, hộp bộ combo 20 thì bà con muốn mua cái số lượng như thế nào thì bà con hãy gọi điện cho đặt vé rồi nhá, theo số điện thoại là 0967801345. Một cái hộp khẩu trang như này bà con nhớ là có 10 chiếc nhá, có 10 chiếc ở trên này, nhà sản xuất có ghi là 10 chiếc này, đằng sau có thông tin sử dụng. Đấy, thông tin sản phẩm rất rõ ràng và đặc biệt là sản phẩm khẩu trang này có hai loại, một loại cho người lớn và một loại cho trẻ em. Đấy, tuy nhiên là nếu như bà con muốn mua cho trẻ em nữa thì bà con phải nhắn gọi cho bà Vero để dặn trước, để bà Vero chuẩn bị cái hàng cho trẻ em để gửi cho bà con nhé. Rồi, xin cảm ơn bà con đã theo dõi cái video này. Đấy, hôm nay Vero chỉ muốn giới thiệu cho bà con cái khẩu trang này, và nếu như bà con muốn mua cái khẩu trang này thì vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0967801345. Đặt Vero xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại bà con ở những video khác. Xin chào.